Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú lại trên tay cho anh em một mẫu lứa của Rolex mà bên em mới cập bến về. Thì mẫu này là một mẫu đời 2013 nên anh em sẽ thấy được là chúng ta sẽ có một cái hộp khác so với cái hộp đời mới. Đây là cái hộp từ 2015 thì Rolex sẽ áp dụng cái hộp mới. Anh em có thể thấy sự khác biệt giữa hai cái hộp này. Cái hộp kia thì nó sẽ xanh 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 sáng hơn là chiếc hộp này, và bên trong thì có được lót lì. Ok, thì trước khi đến với chiếc đồng hồ này thì em sẽ ghé qua một chút ở phần sổ sách này. Ở đây thì em sẽ có một cái bao da đựng một quyển sổ cũng như là một cái thẻ chiếc đồng hồ này. Chiếc này có mã là 116233 với mã 233 ở đuôi thì em nói sẽ có size 36mm và đế mi vàng yellow gold. Chúng ta sẽ có số seri là 2894 này, M184 đây, dòng sản phẩm là Oyster Perpetual. Mặt sau thì em sẽ có là dấu đại lý và ngày mua là mùng 2 tháng 10 năm 2013. Chiếc này thì cũng đã hết bảo hành hãng rồi, thì em vẫn sẽ bảo hành cho anh em là 25 và trong 6 tháng đầu tiên anh em quay đầu lên đời thì em sẽ chỉ trừ 10% thôi. Đó. Ok, thì em sẽ mở cái chiếc đồng hồ này ra và sẽ trên tay cho anh em một chiếc đồng hồ với mặt tia vàng và đế mi vàng yellow gold. Đây là cái mặt tia vàng này cùng với đế mi vàng này thì nó sẽ mang đến cho anh em cái vẻ rất là nhã nhặn. Đó. Một chiếc đít chốt rất là tuyệt vời với cái mặt tia vàng. Khi mà em nghiêng qua từng góc độ thì cái mặt tia vàng này sẽ ảnh lên rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có là các cọc số đính kim cương tự nhiên ở trên các cọc số đây. Và góc 12 giờ anh em sẽ thấy được là chúng ta sẽ có một cái logo thương hiệu của hãng cùng với dòng chữ Rolex và dưới đít chốt ở bên dưới. Chúng ta sẽ có là dòng chữ là Superlative Chronometer là chứng nhận của bộ máy và dòng chữ Swiss bên dưới này. Đó. Liền sẽ chạy vào chữ vòng quanh và góc 6 giờ anh em sẽ thấy được là số seri ở đây. Mặt kính sẽ mặt kính sapphire nguyên khối và chúng ta sẽ có một cái logo ẩn ở góc 6 giờ cùng với đó là phần lúp ở góc 3 giờ đây để giúp anh em xem chiếc lòng cách dễ dàng hơn. Bộ kim này cũng được làm bằng vàng khối anh em nhé. Và bộ kim này nó sẽ được làm vàng bóng đó, từng cái đường led cùng với bộ kim này bắt sáng rất là tốt. Bên ngoài thì anh em sẽ có là một cái liềng khía được làm bằng vàng khối. Cái liềng khía này nói chung là nó cũng đã có sức trên bề mặt rồi, nhưng mà tình trạng phần khía nó vẫn còn cao và rất là led. Nói chung là xước xăm thì không thể tránh khỏi được, tại vì là chiếc này là một chiếc đã qua sử dụng. Nhưng mà anh em nhìn tổng thể một chiếc Rolex ấy, thì nó còn rất là mới. Ở bên cạnh này sẽ có một cái lúm này và chúng ta sẽ có là logo của hãng. Đến với phần thân thì em sẽ có là một phần thân thép không gỉ và đế mi vàng đặc. Đó. Thì thân sẽ là thân thép đánh bóng và dây sẽ là dây Jubilee được làm hai chỉ bên ngoài này, sẽ là đánh phay xước. Còn ba chỉ ở giữa sẽ là đánh bóng. Khi mà anh em cắt mắt thì chúng ta sẽ mở theo con vít, các con vít ở đây. Đó. Khóa sẽ là khóa bấm gập một bên và chúng ta sẽ mở theo cái logo của hãng đây. Đó. Cái bộ dây này cùng với vần khóa này nó rất là mềm mại và ôm tay. Đó. Bên trong khóa nó cũng được khắc rất nhiều dòng chữ. Mặt trong dây thì sẽ đánh phay xước toàn bộ cùng với bộ máy sẽ là bộ máy 3135 và anh em sẽ có là 48 giờ tích cót, tần số dao động là 28.800. Và thời gian và độ sai số trên đồng hồ này là cộng trừ 2 giây một ngày. Bộ máy rất là nổi tiếng của Rolex. Ok, thì em sẽ lên đây thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. Một chiếc mặt tia vàng rất là tuyệt vời khi mà trên tay. Đó, cái mặt tia vàng này anh em đeo thì nó sẽ rất là nổi. Cùng với đó là đế mi vàng nữa. Nên là khi mà trên tay anh em thì nó sẽ rất là có sức hút với người đối diện. Ok, thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc đã qua sử dụng, tình trạng còn rất là mới
thì bên em đang bán với cái mức giá rất là tốt, chỉ tầm loanh quanh 233 triệu. Em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp shop để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Một chiếc đồng hồ đế chốt rất là đẹp, rất là đáng chơi anh em ạ. Ok, thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin chào, gặp lại anh em.